Và ok, hello, chào toàn thể anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi và tôi là Đạt đây. Thì cái video này á, đáng lẽ là ngày hôm nay là tôi không có định quay nó đâu. Tại vì đến tận cái thời điểm hiện tại á, thì như mấy bạn có thể biết rồi, cũng đã 3 ngày trôi qua rồi kể từ cái lúc mà cái link và Bluezone của chúng ta nó bị lỗi nha mọi người. Thì tính cho tới cái thời điểm hiện tại khi mà tôi đang quay cái video này là vào ngày thứ bảy của tuần, và nó là ngày 29 tháng 3 2024. Và tôi biết á, là tính cho tới cái thời điểm hiện tại khi mà vào cuối tuần á, thì sẽ có rất là nhiều bạn nghỉ học và được chơi game ấy, nói chung là được vào trong cái tựa game Lock Food ấy. Và sáng giờ thì như trên màn hình mọi người có thể thấy là tôi nhận được rất là nhiều cái thông báo cũng như là những cái bình luận của tất cả các bạn luôn, là bảo là anh ơi, hiện tại là Bluezone đã hết lỗi hay chưa, và cũng như là anh ơi, anh có cái cách nào mà để fix cái Bluezone hay chưa. Thì nói chung là tôi không biết là cái video này là nó là tin buồn hay là tin vui nữa, tại vì nếu mà đúng thì nói về cái Bluezone á mọi người, thì theo tôi được biết là nó sẽ có thể nha mọi người, nó sẽ có thể là bị dừng hoạt động nha. Đó, thì cái này á là theo một số nguồn và thông tin mà tôi nghe được thôi. Còn về cái việc mà có dừng hoạt động chính thức luôn hay không á thì tôi cũng không biết nữa. Tại vì sao? Tại vì tính cho tới cái thời điểm hiện tại á, thì cái Bluezone của chúng ta nó đã đang bị lỗi được 3 ngày rồi. Và tính cho tới cái thời điểm hiện tại á, thì tôi vẫn chưa có thấy một cái bản cập nhật cũng như là một cái bản fix lỗi nào mới của bên Bluezone cả. Và nếu mà về sau á, thì nó cứ tiếp tục như vậy hoài á, thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ không còn cái Bluezone để sử dụng nữa nha tất cả các ông. Thì đó cũng là một cái tin khá là buồn luôn. Thì và có rất là nhiều ông hỏi á, thì anh ơi, hiện tại ngoài cái Bluezone ra thì anh còn những cái clip nào mà để cho tụi em có thể sử dụng cho farm hay không. Thì nói chung á, là clip đó thì trên kênh của tôi cũng đã làm rất là nhiều rồi. Thì hiện tại á, là trong cái nhóm Discord của tôi đã có tuyển rất là nhiều những cái con bot mà hỗ trợ cho tất cả các ông bay bắt dắt cây 100% rồi. Thì việc của mấy ông bây giờ á, là clip nào á, mấy ông cũng có thể xài được, từ những cái clip đó là Acer, Core, Delta hoặc là Chigo. Tôi biết á, là sẽ có một số ông á, là bảo á, là những cái clip đó nó sẽ không có mượt cũng như là không có tối ưu bằng cái clip Bluezone, đúng không? Nhưng mà bây giờ á, là tình thế bắt buộc rồi mọi người ạ. Thì bắt buộc á, là nếu mà mấy bạn muốn sử dụng những cái bản menu farm á, thì chỉ còn cách là mọi người sử dụng những cái clip đó thôi. Còn về cái Bluezone á, thì khi nào nếu mà về sau á, nó có cái bản cập nhật fix lỗi mới ra á, thì tôi sẽ làm lập tức, tôi làm video để gửi đến cho tất cả các bạn liền ha. Còn đáng lẽ là video này tôi không có làm đâu, tại vì cái vấn đề Bluezone này á, thì qua giờ tôi cũng nói rất là nhiều rồi, nhưng mà có vài bạn á, cứ hỏi tôi hoài, và cũng như là có một số bạn á, thì hôm nay được nghỉ học ấy, thì mấy bạn mới vào lại trong cái game Lock Food và mấy bạn mới biết là cái Bluezone không hoạt động được. Và nói chung thì lui lên video này để tôi giải đáp thắc mắc, cũng như là tôi sẽ để hết tất cả những cái link liên quan cho cái tựa game Roblox trên điện thoại ở dưới phần bình luận game. Và những cái link đó tôi đã cập nhật lên phiên bản version 2.6.1.7 mới nhất rồi. Thì chính vì thế, ông nào mà muốn sử dụng để có thể chơi farm thì mấy ông có thể xuống phần bình luận game để tải ha. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các ông và chúc cho tất cả các ông có một ngày tốt lành. Và ngoài ra thì tôi có để cho tất cả các ông một cái sò clip chơi farm cực kỳ ngon ở dưới phần bình luận game luôn, dành cho cái tựa game Lock Food. Ông nào muốn sử dụng thì có thể xuống dưới để lấy ha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, và nhớ đón chờ cái bản cập nhật Bluezone mới nhất từ tôi ha. Bye bye.